Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục lên clip để phục vụ cho chú bác càng xa ha. Thì anh em xem món nào mà phù hợp với công việc và ý thích của mình thì cứ liên hệ em qua số điện thoại 036 365 5784 để mình chốt hàng ha anh em. Thì anh em lưu ý giùm em, giá trên sản phẩm hôm nay là giá chưa bao gồm phí vận chuyển ha anh em. Thì anh em vui lòng chịu phí vận chuyển cho mình ha. Thì bên em sẽ giao hàng bằng COD anh em, khi nào mình nhận hàng được thì mình thanh toán tiền ha. Thì mình kiểm tra hàng, khi nào đúng hàng như trên clip mình chốt thì anh em mình thanh toán tiền ha. Và anh khi anh em xem xong clip á, có thấy hay á thì cho em xin một like ha. Và mình nhắn vào chữ đăng ký kênh để mình cập nhật những cái clip mới khi em đăng lên ha. Thì em cũng quay sơ lược cái sản phẩm ngày hôm nay cho anh em xem ha. Đó thì hôm nay em về được 22 số anh em. Đó, và có 3 cái thùng đầu nghề ha. Đó, 3 cái thùng ha. Đó. Kìm kéo anh em ha, một cái lết. Cưa ha. Rồi, em đi chi tiết vào từng món cho anh em xem nha. Đó, đầu tiên mã số 1 ha. Một cây mã số 1 190.000 nha anh em. 190.000 ha, 190.000 cho cây kìm cắt Mary anh em ha. Đó. Găng hàm ha, chưa mẻ nha. Đó. Mary xây khủng anh em ha, kiểm cách xây khủng ha. Đó. Thì xây này nó dài tới 21 nha anh em ha, xây dài 21 nha. Đó. Còn rất là ngọt anh em ha. Đây, bao da còn nguyên ha, nhưng mà nó bị chóc cái đầu này tí anh em ha. Đó, Mary ha. Mary 190.000 anh em ha, mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2, một cây kìm nguội anh em ha, 140.000. Đó của Denko ha, đó Suzuki nội địa Nhật đây. Đây phần răng bên trong ha, chưa dập nha anh em ha. Đó. Đây, răng cỏ đó ok ha, ngoại hình nè. Nó chỉ da băng đây. Kìm nguội mà ha. Thì cây này nó có chiều dài là 21 anh em ha. Ngoại hình còn rất là đẹp anh em ha. Phần lưỡi đó nè, hiệu Denko ha. Chiều dài là 21. Đó, cắt rất là lực anh em ha. Rồi, mã số 2 140.000 anh em. Rồi, tiếp theo mã số 3 160.000 anh em. 160.000 cho cây kìm của Ton ha. Đó, Suzuki nội địa Nhật nha. Cây này rất là mới ha. Đó, phần răng đầu ha, sử dụng rất là ít nha anh em. Chưa có dập răng đâu nha. Ngoại hình cũng rất là mới, bao nhựa đầu còn nguyên si ha, rất là đẹp, màu xanh vợt nha. Thì cây này nó có chiều dài là 18,5 nha anh em ha. Chiều dài là 18,5. Còn rất là mới. Cắt rất là ngọt ha. Đó. Rồi, mã số 3 em bán với giá là 160.000 ha anh em. Rồi, tiếp theo mã số 4 là một cây mỏ lết nha, 140.000 nha. 140.000 đó, cây mỏ lết hiệu Lotter ha, xây 200 nha anh em. Đó, cây này sử dụng rất là ít nha, cái ngàm còn rất là đẹp nha anh em. Còn sáng thật ha. Đó. Còn mã cà rơm rất là đẹp, hiệu Lotter ha. Lotter còn hoạt động rất là trơn tru ha, không gơ lắc nha anh em. Đó, không gơ lắc nha, độ gơ lắc còn cho phép nha. Đó, hiệu Lotter ha, xây 200 nha anh em. Rồi, mã số 4 140.000 ha anh em. Rồi, tiếp theo mã số 5 là một cây mỏ lết nha. Đó, mã số 5 200.000 nha. Mã số 5 200, cây mỏ lết của Gisuke, xây 300 ha, xây 300 mm. Đó, chữ da băng đây. Da băng ha anh em, số dít nội địa Nhật. Đó, còn đẹp nha anh em ha. Đó, phần cái ngàm nè. Đó. Thì trên cái ngàm đâu rồi? À, đó. Đó, cái ngàm ha, còn hoạt động rất là bình thường nha anh em ha, rất là trơn tru. Không gơ lắc ha. Đó. Ngoại hình ha,
C300 hiệu Risuke ha, giao băng đây. Rồi, mã số 5 em bán với giá là 200.000 anh em ha. Rồi, tiếp theo mã số 6 là một cây kìm cắt. Đó, mã số 6 80.000. Một cây kìm cắt hiệu nè ha anh em ha, hiệu gì mình cũng không biết ha. Nó đánh mặt giỏng wiu wiu không ha, nhưng mà đó, có dấu vít nè, bên đây để chữ sạch. Để chữ giao băng bên đây ha anh em ha. Đó. Cán còn bao nhựa đồ đầy đủ ha. Còn răng bên trong đây. Răng cắt còn rất là bén nha anh em. Thì cây này nó có chiều dài là 16 ha anh em ha. Nó có chiều dài là 16. Rồi mã số 6 em bán giá là 80.000 ha. Rồi tiếp theo mã số 7. 80.000 luôn ha anh em ha. Đó, hiệu này có đọc quá ha, anh em đọc giùm mình ha. Gorilla gì nè, đó cắt và tuốt dây luôn ha, cây này cách điện rất là ngon lành nha anh em ha. Đó. Còn ngon rồi ha, bao này chưa chóc nha anh em ha. À xin lỗi ha, trong đây nó bị cắn nhẹ trong đây nè ha anh em. Đó. Màu hồng ha, cắt tuốt dây nha anh em. Còn rất là ngọt ha. Thì cây này nó có chiều dài là 15,5 nha anh em ha. Rồi mã số 7 có chiều dài là 15,5, mã số 7 em bán giá là 80.000 nha. Rồi tiếp theo mã số 8 em bán giá là 150.000 ha, một cây kìm mỏ quạ. Đó, một cây kìm mỏ quạ hiệu Sankey ha anh em ha. Đó, xây 250. Đúng dứt đây ha. Cái phần răng của nó nè. Đó. Chưa dập nha anh em. Còn đó có chữ Nhật nè, đó, họ viết mấy chữ lên cái cán này ha. Còn bao nhựa đồ ngon lành ha. Đó, còn dày dặn ha. Ngoại hình đây. Hiệu Sankey nha anh em. Rồi, xây 250 nha. Rồi mã số 8 em bán giá là 150.000 nha. Rồi, tiếp theo mã số 9. 80.000 ha, một cây kìm mỏ nhọn nha. Đó, hiệu hiệu BL gì nè ha. Đó, bên đây có để chữ gia băng nè. Phần răng bên trong ha. Còn bao nhựa đồ đầy đủ ngon lành nha anh em. Thì cây này nó có chiều dài là 16,5 ha, dài 16,5. Đây, phần răng cắt của nó ha, rất là bén nha. Rồi, mã số 9 em bán với giá là 80.000 ha anh em. Rồi, tiếp theo mã số 10, 190.000 nha. Mã số 10, 190.000. À, đó, cây này xây 300 ha anh em. Đó, nó có chia mili rồi nè ha. Đó, hiệu của nó nè. Soden gì nè ha. Đó, cái chữ gia băng đây nè anh em ha. Đó, gia băng nè. 12 inch. Đây cái ngàm của nó nè. Ngoại hình ha, còn mã cà gôm còn hơi cũng còn sáng đỡ nha anh em ha. Không gơ lắc nha. Ngoại hình của nó nha anh em ha. Chỗ này sao mà họ cắt hết một miếng ở ngoài cái đầu ha anh em ha. Đó, nhưng mà không sao ha, không ảnh hưởng gì ha. Cái chữ gia băng nằm đây nè anh em ha. Đó, còn cái hiệu đây nè. Gao gót gì đây nè ha. Rồi, mã số 10 bán với giá là 190.000 ha anh em. Đó, cây này 12 inch, xây 300 nha. Rồi, tiếp theo mã số 11, một cây kìm mỏ nhọn nữa ha. Mã số 11 80.000. Đó, cây này có hiệu cây 3 nha anh em. Đó, cây 3 ha, dấu vít nội địa Nhật nè. Đó. Phần răng ha. Dạ, phần răng còn răng cắt đồ còn ngon lành ha. Đó, bao nhựa đồ còn chưa gắt nha anh em ha. Thì cây này nó có chiều dài là 16 ha. Chiều dài là 16. Đó, cái phần răng cắt của nó đây ha, còn bén nha. Đó.
Rồi mã số 11 em bán giá là 80.000 anh em. Rồi tiếp theo mã số 12 là một cây kìm bấm cót ha. Mã số 12 230.000 một cây kìm bấm cót hiệu Lotter ha. Đó. Chữ này chữ Nhật không ha, em thua ha anh em. Anh em nào mình có sử dụng qua thì mình biết kích cỡ của nó ha. Hiệu Lotter nha, còn rất là đẹp ha. Đó, số dít nè, tay bao nhựa đồ còn ngon ha. Còn hoạt động bình thường nha anh em. Thì cây này nó có chiều dài là 27 rưỡi anh em ha, chiều dài là 27 rưỡi. Rồi mã số 12 em bán với giá là 230.000 nha. Đó, ngoại hình cũng rất là đẹp nha anh em. 230.000 cho cây bấm cót ha. Rồi tiếp theo mã số 13 210.000 ha, cho một cặp kéo anh em ha, 210.000. Thì mình xem cây bự trước ha. Đây, cây đầu tiên hãng của hãng cai anh em ha. Đó, chốt đồng luôn nha. Còn phần lưỡi nè, đó phần lưỡi là còn rất là mới nha, còn rất là sáng ha, chưa mẻ anh em ha. Cán còn nước sơn zin luôn nè. Rồi lý do là em không có vải ha, em test giấy cho anh em mình xem đỡ nha. Còn bán anh em ha. Thì cái cây này nó có chiều dài là 25 anh em ha, chiều dài là 25 nha. Rồi cây thứ hai đây ha, đó có chữ Nhật ha, hai bên đều có chữ Nhật hết ha. Đó, phần lưỡi là chưa mẻ anh em ha, phần lưỡi là không mẻ nha. Thì cây này nó có chiều dài là 20 nha anh em ha, cây này nó có chiều dài là 20. Rồi mã số 13 gồm hai cây hết em ha, đó hiệu cai hết em ha, hiệu cai. Rồi mã số 13 210.000 nha. Rồi tiếp theo mã số 14 một cây kéo cắt cành hết em ha, 420.000 anh em, 420.000 ha. Đó, thép đúc nguyên khối ha. Đó, ngoại hình là cái lưỡi nè ha, có chữ nè ha, chưa mẻ anh em ha, còn rất là thích ha. Thì cây này còn khá là bén anh em ha, anh em về mình để gì mình sử dụng cũng vẫn được ha, còn muốn bén hơn nữa thì anh em mình mướn thợ mài ha. Đó, có cái bao có cái khóa bằng da này anh em ha. Cái phần lưỡi nè chưa có mẻ anh em ha. Đó, bên đây có chữ nè ha, thì con ốc này bằng đồng anh em ha, còn hoạt động rất là trơn tru, thép đúc nguyên khối anh em. Còn ba còn cái phá lưỡi bằng da đầy đủ nha. Cắt giấy đứt luôn ha. Cắt giấy còn đứt luôn đó anh em, rất là bén ha. Thì cây này xây nó dài là 20, xây này dài 20 rưỡi anh em ha, 20 rưỡi nha. Rồi mã số 14 420.000 anh em, 420.000 ha. Rồi tiếp theo mã số 15 160.000 ha, 160.000 cho cây kỳ mỏ quạ nha anh em. Đó, mắc in ra băng ha, hiệu là IBS, xây 250. Đó, cây này còn rất là mới nha. Đó, cây này thì tiện ha, trên này nó có cái đầu vít trên đây ha. Đó, phần răng ha, còn rất là mới nha anh em. Còn đứng sẵn ha. Đó, nước sơn zin còn nguyên luôn ha, màu đen rất là đẹp. Xây 250 ha. Rồi mã số 15 em bán giá là 160.000 ha. Đó, có mắc in da băng nha anh em, 160.000 mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16 bán giá là 200.000 ha. Mã số 16 gồm hai cây kéo anh em ha. Rồi mình xem cây nhỏ trước nha. Đó, cây này thì ốc bằng đồng nè, có chữ Nhật ha. Đó, phần lưỡi anh em ha, chưa mẻ nha,
lưỡi còn sáng ha, chưa mẻ nha. Thì cây này nó có chiều dài là 19 gử nha anh em ha, chiều dài là 19 gử. Còn rất là bén nha. Đó. Rồi cây thứ hai đó, hiệu nè ha, MS1 gì nữa ha, đó có chữ nhật ha, đó chữ nhật hai bên luôn ha, chốt đầu luôn ha. Thì cái cây này gắt nó mỏ dẫn nha anh em ha, nó cái cán nó là vậy nè. Còn cái phần lưỡi rất là dày dặn nha. Đó, cái phần lưỡi nè đó. Rồi cây này nó có chiều dài là 24 rưỡi anh em ha, chiều dài là 24 rưỡi, chốt đồng ha. Rồi mã số 16 em bán với giá là 200.000 nha. Rồi tiếp theo mã số 17 cũng là một cặp kéo luôn, 200.000 ha, một cặp kéo 200.000 đó, hai cây ha. Rồi xem cây bự trước nha. Đó, cây bự phần lưỡi rất là đẹp nha anh em. Còn trắng ha, chốt đồng nè. Đó, bên đây có chữ luôn ha. Đó, hai dãy chữ ha, chốt đồng nha. Phần lưỡi ha, chưa mẻ nha anh em. Còn trắng ha, nước sơn zin còn trên cái cán nè. Thì cây này nó có chiều dài là 24 rưỡi nha anh em, 24 rưỡi. Còn bén ha. Rồi cây thứ hai ha, đó có chữ nhật ha, ốc bằng đồng nha anh em ha, đó lưỡi còn rất là đẹp nha. Thì cây này nó có chiều dài là 20 rưỡi nha anh em ha, chiều dài là 20 rưỡi, rất là bén ha, tiếng kéo là rất là ngọt nha. Rồi mã số 17 em bán với giá là 200.000 ha, mã số 17. Rồi tiếp theo mã số 18 ha. Đó, mã số 18 là một cây mỏ lết xây 150 nha. Đó, xây 150, 110.000. Đó, cây này thì của tớp nha anh em ha. Đó, của tớp ha, có cái bao nhựa nè. Sao băng nha anh em. Cái ngàm ha, rất là mới nha, cây này còn mới, ít sử dụng nha anh em ha. Đó, còn hoạt động rất là trơn tru nè. Đó, cái nguyên lý làm việc của nó là cái ngàm của nó là khiếp lại là tới đây là vậy nè nghe anh em ha. Đó, nó độ gơ lắc là không có luôn nha anh em. Thì xây nó là 150 nhưng mà nó có cái thân nó là ngắn nha anh em ha, cái thân nó chỉ có 14 thôi ha, thân 14 ha, thích hợp cho mình sử dụng trong những cái góc ha, cái góc hẹp nha. Đó, rồi mã số 18 em bán với giá là 110.000. Rồi tiếp theo mã số 19 là một cái thùng đồ nghề nha anh em ha. Đó, đây tiếp theo mã số 19 là một cái thùng đồ nghề hiệu Sun Cúc nè ha. Đó, 19 này em bán với giá là 350.000 ha anh em, 350.000. Thùng này nó nặng 2,6 kg ha anh em ha. Đó, ngoại hình. Đó, cái phần bên trong của nó ha. Đó, rất là mới nha anh em ha. Đây, khép lại ha, còn ngon lành nha. Đó, đó ngoại hình của nó ha. Đây, rồi em đo chiều dài cho em đo cái chiều dài cho mọi người xem ha. Đó, nó có dài là 35 ha, 35, rộng của nó là 17 nha anh em, chiều rộng của nó 17, nó cao là 16 nha, rộng của nó là 17, nó cao là 16, dài là 35 ha. Đó,
nặng là cả tầm 2,6 kg anh em, hiệu Xuân Cúc ha. Đó, mã số 19 bán với giá là 350.000 anh em. Đó, mã số 19 bán với giá là 350.000. Rồi tiếp theo mã số 20 cũng là một cái thùng đồ nghề ha. Đó. Đó, thùng đồ nghề ha. Nè anh em ha, hiệu Kawago E gì nè. Đó. Thùng này em bán với giá là 340.000 anh em ha. Thì thùng này là cái nè, cái nắp nó mở thành ra ha. Hai quay nha anh em, thùng này hai quay ha. Đó, thùng bên trong nè. Đó, bên trong còn khá đẹp nha. Thùng này cái thùng này nó rất là dày anh em, nó nặng là 2,650 kg á, 2,650 kg á. Đó, ngoại hình của nó nè. 2,650 kg ha. Đó, nó rất là dày, nó cái phần cái đế ở dưới á, nó rất là dày ha. Rồi, em đo chiều dài cho anh em xem nha. Dài là 39 nha anh em ha. Dài 39. Rộng là 17 nha. Rộng 17. Dài 39, rộng 17, cao là 1.2 nha anh em ha. 1.2, cao 1.2 nha. Nó dài là 30. Dài 30. Dài 39 nha. Rộng là 10. Dài 39, rộng 17, cao 1.2 ha. Đó, rồi mã số 20 bán với giá là 340.000 anh em ha. 340.000. Thùng này là mở hai cánh nha anh em ha. Đó, mã số 20 340.000. Rồi tiếp theo mã số 21. Đó, mã số 21 200.000 ha anh em ha. Thùng này rất là đẹp. Đó, thùng này thì bằng dán ép anh em ha. Đó, bằng dán ép mà được bao bọc bởi cái inox ở ngoài ha. Còn mấy cái cạnh là có mấy cục inox vòng vòng này ha. Mấy cái cạnh nó có mấy cái cục mũ ha, bảo vệ anh em ha. Nó quay còn móc khóa đồ đầy đủ ha. Thùng này thích hợp cho mấy anh em để cái mixer ha, mixer chỉnh âm thanh hoặc là để cái micro hoặc là cái này cái kia lặt vặt trong nhà ha. Đó, bên trong rất là mới ha. Này dán ép nha anh em ha. Thùng này thì hình chữ nhật nha anh em ha. Nó 2 nó rộng là 10, rộng là 25 ha. Dài là 30 nha anh em ha, rộng 25, dài 30. Đó. Nó có chiều cao là 1 tấc ha, để mình để thùng nằm gì ha, chiều cao là 1 tấc nha. Đó, rất là đẹp nha anh em ha. Về mình chùi rửa tí lại nữa ha, vệ sinh lại. Rồi mã số 21 bán với giá là 200.000 nha anh em. Rồi tiếp theo mã số 22 bán với giá là 170.000 ha. 170.000. Đó, cho một cây cưa ha. Cây cưa này hiệu cưa hiệu chết mắt nha anh em ha, hiệu chết mắt nè, chết mắt ha. Đó, cái phần găng còn rất là mới và chưa mẻ ha. Nó có cái lưỡi dài, cái lưỡi nó dài là 35 nha anh em ha, cái lưỡi dài 35 luôn, cái cán nó là 68,5 ha, luôn cái cán là 68,5. Cái lưỡi cưa nó có cái bảng là 5,5 nha anh em ha. Đó, cái bảng lưỡi cưa là 5,5. Rất là mới nha. Đó, nó có cái hộp bảo vệ cái lưỡi nè ha, còn dây nhợi đồ đầy đủ nha anh em ha. Rất tiện cho anh em mình đi lên nương, lên rẫy rồi nha. Đó. Trên cái cán nè, cán nhựa, cán gỗ ha, còn cái quai. Rồi, mã số 22 bán giá là 170.000 ha. Đó, mã số 22 cũng là mã cuối cùng của clip ngày hôm nay anh em ha. Rồi, em xin quay sơ lược sản phẩm ngày hôm nay, em xin kết thúc clip ha.
Đó, anh em xem ha, thì có món nào mà thích hợp với công việc của mình thì cứ liên hệ em qua số điện thoại em có ghi dưới phần tiêu đề nha anh em ha. Đó, rồi em xin kết thúc clip nha mọi người.